Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách design một cái icon app cách đơn giản ha. Trước hết thì mình chuẩn bị cho các bạn một cái file template thì có sẵn cái cấu trúc của một cái icon của một cái app của Android. Trước hết mình tắt cái line này đi ha. Trong cái phần template này thì mình có thể thay đổi màu tùy thích, và mình sẽ lên trên mình sẽ bật cái flag icon này lên. Đây là một cái trang tìm kiếm và download tất cả những cái icon logo miễn phí. Ví dụ mình làm về đề tài về music thì mình sẽ search về cái phần music ha. Thì này thì ra rất là nhiều cái icon miễn phí. Rồi đây ha. Và sau đó mình sẽ chọn một cái icon. Chọn cái nào đây? Chọn icon này đây. Các bạn kích tích vào và chọn download file SVG ha. Download. Rồi. Đây, và mình sẽ kéo vào trong cái file PNG đây ha. Mình đã download file PNG. Rồi đây. Visit node. Ok. Khoan mở lên file Photoshop. Rồi. Thì trong cái node này, cho cái nốt nhạc này thì mình có thay đổi lại màu sắc ở đây ha. Chọn color overlay, và cái app của mình muốn hướng đến là màu vàng ha, thì mình sẽ thay đổi lại màu vàng ở đây. Ok. Cái phần nền phía dưới thì mình sẽ thay đổi lại màu khác cho phù hợp. Trong phần này thì màu garden ha, trong màu garden, trong phần rồi. Trong cái phần này cái nốt nhạc này thì mình sẽ cho một cái stroke nữa ha, stroke màu trắng. Ok. Ok. Sau đó thì mình on down và nhấn phím control để mà chọn cái vòng tròn này, nhấn phím control shift e, nhấn phím control shift e đảo ngược lại vòng tròn ha. Mình xóa phần này. Trong thằng này mình sẽ sử dụng một cái brush. Sorry, có tiếng Việt. Đây. Mình chọn multi đây. Ok. Vậy là xong một icon ha. Mình sẽ xuất ra file PNG. Icon Music app. Rồi. Thì đây là một cái bài hướng dẫn về tạo ra một cái icon app một cách đơn giản.